Chị ở đây. Tiếp mà thầy. Sữa ngô, bắp ngô non. Ở đây. Trời sợ cất. Không dùng một. Sao được rồi. Tất rồi. Để em ra lấy cái túi. Bật lên nè, bật nhẹ nè. Bật nhẹ lên cho nó chạy ra. Để cho nó tan chụp nha. Đấy, ấy đều bột rồi. Rồi, rồi, đấy. Cái này ở dưới nó cũng còn hết này. Ủa, ủa. 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 Ủa.
thành xong cho vào. Ui, úp lại, úp lại, úp ngược rồi này. Úp ngược đây á? Ừ, úp này, cứu này. Để nói về mang một kia. Thế em phải cắt đi thầy nhỉ? Ờ, trong tí cắt nó đỡ. Nó thành cái gì đấy. Dao cắt luôn cái nước mặt này, để con dao nó cưa rồi. Phải cắt luôn từ trong đây hả thầy? Không, cắt luôn bây giờ cho nó đẹp. Đấy, cắt đứt này. Cắt sâu đừng để hút tay đây, nó sẽ bị đưa sâu vào giữa. Đấy. Đổi màu đi, đừng có. Không phải là sao lại ra đấy được. Ai biết. Mấy em chứ đẹp thế. Cái độ sáng tối gì đấy. Wow. Cái đập đây. Quá tuyệt vời luôn. Trong tất cả đều cố. Úp ra, úp lấy ra. Úp bằng này ra đây. Úp luôn đây nha. Úp đấy, úp đây gì đó. Úp bằng này. Đó đang nóng. Đấy, giữ tay. Đẩy xuống này. Xong giữ tay nhấc lên đây. Một tí tay vào trong lôi ra thế. Hơi giả. Dưới hơi giả. Liếc nha. Đấy chung quanh như ấy thế này nó tách mất. Đấy mặt kia, mặt sau, mặt răng không phải mặt cưa thế. Đấy, đẩy tay lên trên, đẩy tay lên cái nắp ấy. Nóng. Đây là cốt bông lan chay. Thế là thầy cho 40 mấy phút đi à? Tất cả là 45 phút. 45 phút. Thế để em xem lại. Đấy là mức nhiệt là 140 với cả 130. Đúng thầy. Wow. Hơi già thôi. Hơi già nhưng để nhiệt thấp cho nó tiết được. Lấy bớt cái lợp này đi ạ. Cái này ăn thử đi. Mọi người ăn. Chị ơi. À em ơi. Ăn thử. Chị ơi. Có sao nào? Có chín hết rồi. À cả lông nách à? Ăn không à? Ăn không? Mà ăn không vậy? Cả, không? Cả lông gì mới được? Lông mặt thì có không ai sẽ cả lông chân. Để chị nghe chị hỏi bố chị xem. Cả lông chân trời. Không đúng. Cả lông gì chị... nói đúng. Ê, em thử là chị cũng cả lông mày về có chứ. Ừ có những cái của chị nó cùn. Em ăn hai cái đi mà em thôi thôi không thấy. Cưa bây giờ nó không cần xoay nữa, cưa thẳng đưa thẳng. Nhấc ra, nhấc ra. Cầm thì nó gãy, lật ra thế. Đó. Quá ngon. Cốt bông lan chay. Không trứng. Không đường. Có đường, không sữa. Sữa thực vật. Thế em hỏi, em cứ chỉ ăn chay mà chỉ uống sữa bò thì có khác gì ăn nữa. Ơ, khác nhau chứ. Đúng. Sữa thì không phải là sữa nhưng mà chị hạn chế ăn sữa thôi. Đưa sâu tay vào, thấy cái dao này nó hơi ngắn. Thôi muộn rồi, thôi muộn rồi. Quá. Quá tuyệt vời. Thành công. Rực rỡ.